Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, hôm qua vòng đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn tại Gaza đã kết thúc tại Cairo, Ai Cập mà không đạt được thỏa thuận nào, khi cả phong trào Hamas của Palestine và Israel đều không nhất trí với một số điều kiện do các bên trung gian đưa ra. Theo truyền thông Trung Đông, cả phái đoàn của Hamas và Israel đều đã rời Cairo ngay trong ngày 25 tháng 8 sau cuộc gặp với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar trong khuôn khổ vòng đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trong một tuyên bố cùng ngày, thành viên cấp cao của Hamas Izzat al-Najis nói rằng phái đoàn Hamas đã rời thủ đô Ai Cập sau khi có cuộc gặp với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar để lắng nghe về kết quả của vòng đàm phán mới nhất vừa diễn ra ở Cairo. Ai Cập, Qatar cùng với Mỹ đã nỗ lực thúc đẩy các vòng đàm phán trong nhiều tháng qua nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Washington vẫn đang thảo luận với các nhà trung gian về các đề xuất mới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas, cũng như về cơ chế thực hiện kế hoạch ngừng bắn. Tuy nhiên, việc Israel kiên quyết duy trì sự hiện diện của quân đội nước này tại hành lang Philadelphia dài hơn 14 km dọc biên giới Ai Cập-Gaza đã trở thành một điểm bế tắc chính. Ai Cập đã khẳng định lập trường kiên định của nước này về việc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi hành lang Philadelphia và khu vực cửa khẩu biên giới Rafah ở Gaza. Xung đột tại Trung Đông đang có nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa sau khi Israel hôm qua đã tiến hành không kích nhiều địa điểm tại Liban, tuyên bố phá hủy hàng nghìn hệ thống rocket của lực lượng Hezbollah và đánh chặn một đợt tấn công lớn. Trong khi đó, phong trào Hezbollah khẳng định vẫn có năng lực để tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Israel. Những thông tin được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel và lực lượng Hezbollah hôm qua đã có lần giao tranh lớn nhất trong 10 tháng qua. Phía Israel cho biết đã triển khai khoảng 100 máy bay chiến đấu để tấn công hơn 270 mục tiêu. 90% trong số đó là bệ phóng rocket tầm ngắn nhằm vào miền Bắc Israel nhằm đáp trả việc Hezbollah phóng hàng trăm rocket và thiết bị bay không người lái tấn công các cơ sở quân sự của Israel. Về phần mình, lực lượng Hezbollah đã bác bỏ tuyên bố của Israel rằng đã có hàng nghìn bệ phóng rocket bị phá hủy. Thông báo cũng khẳng định chiến dịch tấn công của lực lượng này đã hoàn tất và thành công. Phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah cùng ngày khẳng định lực lượng này sẽ đánh giá tác động từ vụ tấn công Israel trước khi quyết định liệu có phát động một đợt tấn công mới hay không. Thủ lĩnh Hezbollah cũng nhấn mạnh mục tiêu chính của đợt tấn công này là một căn cứ tình báo quân sự Israel nằm sâu hơn 100 km trong lãnh thổ và chỉ cách Tel Aviv khoảng 1,5 km về phía bắc. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cùng ngày vẫn tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Phát biểu họp báo tại Canada, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan khẳng định Washington đang nỗ lực để ngăn chặn khả năng xung đột lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực. Ông Sullivan cũng cho biết Mỹ vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các bên tại Cairo hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn Gaza. Cùng ngày, giới chức Liban khẳng định tình hình xung đột hiện nay sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán ngừng bắn tại Ai Cập. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quyền thủ tướng Liban đã tiến hành họp khẩn sau vụ giao tranh quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah. Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu EU cùng ngày cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột giữa Israel và Hezbollah, khẳng định những hành động này đang gây nguy hiểm cho người dân Israel và Liban, cũng như đe dọa tới an ninh và ổn định trong khu vực. Chính phủ Israel đã phê duyệt việc tăng thêm 923 triệu đô la Mỹ trong ngân sách nhà nước năm 2024 để hỗ trợ cho những người phải sơ tán đến cuối năm nay. Theo Bộ Tài chính Israel, 142 triệu đô la Mỹ trong tổng ngân sách đã được trả lại cho kho bạc nhà nước sau các đợt cắt giảm chi tiêu trước đó, trong khi khoảng 5,4 triệu đô la Mỹ khác sẽ được dùng để trợ cấp cho lực lượng dự bị của quân đội. Hàng chục nghìn người Israel ở phía Bắc đã phải di dời vào các khách sạn sau các cuộc tấn công bằng rocket hàng ngày của Hezbollah kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Cùng với đó, vùng giáp biên giới với Gaza cũng được nội các Israel xác định là khu vực xung đột cần được trợ cấp. Theo Bộ Tài chính Israel, cơ quan này đang nỗ lực đưa các điều chỉnh ngân sách ra bỏ phiếu tại Quốc hội sớm nhất có thể và các khoản tiền bổ sung sẽ không làm tăng thâm hụt ngân sách và mức thâm hụt sẽ đạt mục tiêu năm 2024 là 6,6%. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng nay đưa tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, đã thị sát hoạt động thử nghiệm nhiều loại thiết bị bay không người lái, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát triển khí tài này để trang bị cho quân đội trong thời gian sớm nhất. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết cuộc thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra hôm ngày 24 tháng 8,
Khi ông Kim Jong Un tới thăm Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên, các hoạt động thử nghiệm diễn ra thành công khi thiết bị bay không người lái đã bay theo lộ trình định sẵn khác nhau, phát hiện và tấn công chính xác các mục tiêu chỉ định. Phát biểu tại sự kiện này, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh tới việc cải thiện khả năng tác chiến của các loại thiết bị bay không người lái và chủ động tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào quá trình phát triển. Ông cũng chỉ thị sản xuất thêm nhiều thiết bị bay không người lái sử dụng cho các đơn vị bộ binh chiến thuật và đặc nhiệm, cũng như tiếp tục tiến hành thử nghiệm thêm các tính năng chiến đấu của thiết bị bay không người lái để trang bị cho quân đội Triều Tiên sớm nhất có thể. Hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng cần thúc đẩy việc giải quyết các bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hàn gắn mối quan hệ đã bị cắt đứt hơn một thập kỷ qua. Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Assad nhận định các sáng kiến nhằm hàn gắn quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay chưa mang lại kết quả nào đáng kể. Ông Assad cũng nhấn mạnh lại quan điểm của Damascus trong quan hệ với Ankara là vấn đề rút quân Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Syria cũng như quan điểm đối với vấn đề khủng bố, khẳng định khi đạt được thỏa thuận về những vấn đề này, hai nước sẽ đưa ra tuyên bố chung. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng cho rằng việc rút quân không phải là điều kiện tiên quyết cho những cuộc đàm phán. Ông Assad nêu rõ là giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên đang để ngỏ. Ankara đã cắt đứt quan hệ với Damascus vào năm 2011 sau khi cuộc nội chiến Syria nổ ra, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ được cho là ủng hộ lực lượng nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Assad. Trong khi đó, chính quyền Syria coi lực lượng này là những phần tử khủng bố. Cuối tuần qua, hàng triệu tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đã hành hương về thành phố Thiên Karbala của Iraq để mừng lễ Arba'in. Đây được xem là một trong những sự kiện hành hương lớn nhất của các tín đồ Hồi giáo. Lễ Arba'in là sự kiện thường niên quan trọng đối với tín đồ Hồi giáo dòng Shiite. Ngày lễ đánh dấu kết thúc chuỗi nghi thức để tang 40 ngày cháu trai nhà tiên tri Mohammed, Imam Hussein, người đã tử vì đạo trong trận chiến Karbala năm 680. Năm nay, ước tính hơn 21 triệu tín đồ Shiite đã tham gia nhiều nghi lễ khác nhau trong dịp lễ Arba'in. Trong đó, nổi bật nhất là việc hành hương tới thành phố Thiên Karbala của Iraq, nơi những người Hồi giáo Shiite tin là địa điểm an táng hài cốt của Imam Hussein. Với nhiều tín đồ không thể tới được Karbala, không ít người đã lựa chọn một cách khác để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tinh thần tại thủ đô Tehran của Iran, khi tập trung trên đường phố và tham gia diễu hành mừng ngày lễ. Sự gia tăng của truyền thông xã hội đã làm cho nhiều điểm du lịch nổi tiếng trở nên đông đúc hơn, mặc dù một số doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ. Nhờ vào làn sóng này, nhưng người dân địa phương không phải lúc nào cũng hài lòng trước một số hành vi không đẹp của các du khách. Du lịch một cách tôn trọng là cụm từ mà nhiều nhà quản lý đang đưa ra với định hướng du khách hãy tôn trọng những văn hóa địa phương nơi mà họ tới làm khách. Độ phủ rộng lớn của mạng xã hội biến kênh này trở thành nơi quảng bá hiệu quả với sức lan tỏa nhanh chóng. Tôi đã xem những bức ảnh rất đẹp về nơi này trên Instagram và tôi đã quyết định phải tới đây. Tôi xem rất nhiều hình ảnh về nơi này trên TikTok và các mạng xã hội. Tôi cũng muốn tới và chụp được những bức ảnh đẹp như vậy. Tuần trước có một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội Mỹ đã tới làm khách ở chỗ tôi. Cô ấy đã đăng tải các bức ảnh và video khi ở đây và sau đó tôi nhận được những lịch đặt phòng dày đặc cho nhiều tháng. Những hình ảnh tuyệt đẹp được các KOL giới thiệu đã góp phần kéo các du khách đến với các điểm du lịch. Đã có nhiều người thực hiện các chuyến đi tới một nơi xa chỉ dựa theo những gì nhìn thấy video ngắn. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng đẹp như trong ảnh. Chúng tôi đã giải cứu nhiều du khách rơi vào những tình huống rất trớ trêu, nguyên do là họ tới mà không tìm hiểu kỹ địa hình, không chuẩn bị kỹ dụng cụ phù hợp. Đáng buồn hơn còn có những tai nạn do du khách mãi quay phim chụp ảnh mà trượt chân ngã. Bên cạnh đó, không ít những điểm đến mà người dân địa phương không hài lòng với những hành vi thiếu chuẩn mực và văn minh, tôn trọng văn hóa bản địa của du khách. Bali, Indonesia là một điểm đến nổi tiếng về du lịch nhờ truyền thông xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều du khách tới Bali và không tôn trọng văn hóa và phong tục địa phương. Để đối phó với hành vi xấu của khách du lịch, từ tháng 6 2023, Bali đã yêu cầu du khách phải thực hiện những quy định về cách cư xử đúng đắn trong các ngôi đền, cách hành xử với người dân địa phương, cũng như tôn trọng môi trường tự nhiên. Bali cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm du lịch để thực thi các quy định này. Bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt.